Có rất là nhiều anh chị hỏi Vũ rằng là chị mới có 29 tuổi thôi mà Vũ đã có cho mình được rất là nhiều tài sản như là nhà, là xe. Khoảng hơn 2 năm hợp tác kinh doanh cùng với là Bizay. Thì bây giờ cái thu nhập của Vũ á, nó đã tăng gấp hàng chục lần so với trước đây. Và Vũ cảm thấy rằng rất là tuyệt vời khi mình lựa chọn kinh doanh cùng với là Bizay. Có rất là nhiều anh chị hỏi Vũ rằng là chị mới có 29 tuổi thôi mà Vũ đã có cho mình được rất là nhiều tài sản như là nhà, là xe. Vũ kinh doanh cùng với là Bizay á, thì mình cũng không có quá giỏi về vấn đề là bán hàng và tư vấn. Nhưng khi mình tham gia cùng với là Bizay thì công ty và các anh chị đại lý đi trước đã đào tạo, đã huấn luyện, đã kèm cặp cho Vũ để mình hoàn thiện kỹ năng tư vấn và bán hàng. Để cũng như ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay trên cái đoạn đường mà Vũ đi cà phê với bạn của mình thì Vũ sẽ chia sẻ cho cả nhà mình cái bí quyết làm sao để mà mình cũng có thể có được một cái nguồn thu nhập và những cái tài sản giống như Vũ. Trước đây thì bản thân Vũ cũng đã từng tự đi kinh doanh. Và một trong những cái vấn đề mình lo nhất đó là chính là cái vấn đề về bỏ vốn, ta nhập hàng và tồn kho. Đây là một trong những cái nỗi ám ảnh vô cùng của Vũ, bởi vì mình rất là sợ cái việc làm hàng thất bại không được. Tuy nhiên là khi mà mình hợp tác với lại BCA Solution thì đây là một cái nền tảng mà khi Vũ hợp tác mình không cần phải bỏ ra bất kỳ một đồng vốn nào để nhập hàng. BCA Solution có sẵn cho mình một cái trang thương mại điện tử, mà trên cái trang thương mại điện tử này có rất rất là nhiều các cái sản phẩm và đa dạng mặt hàng. Có những mặt hàng liên quan đến là chăm sóc da và làm đẹp, cái mặt hàng chăm sóc sức khỏe, hàng gia dụng và hàng tiêu dùng. Và như một lúc đầu mình sẽ không cần phải bỏ vốn ra nhập hàng, cho nên là mình cũng chẳng cần phải lo rằng là mình có bị tồn kho hay là bị tồn hàng hay không. Và cũng như rằng là BCA cũng lo cho mình luôn cả vấn đề là nguồn gốc, chất lượng và uy tín của sản phẩm có đầy đủ giấy tờ cho mình. Cho nên là Vũ rất là an tâm khi mình kinh doanh hợp tác cùng với lại BCA. Ngoài ra, trước đây khi mà Vũ là cái người khi mình đi kinh doanh cũng phải tự đóng gói, tự giao hàng và rất là cực luôn. Trời nắng mưa như thế nào thì mình cũng phải là cái người tự đi giao hàng cho khách. Vô cùng cực, và đây là một cái khâu mà nó làm của mình cho mình mất rất nhiều thời gian, nhưng mà nó lại không đem lại cho mình thu nhập cao. Thì bây giờ ở BCA Solution, công ty cũng hỗ trợ cho mình luôn trong cái việc là đóng gói và giao hàng và giao tận tay đến khách hàng. Việc của Vũ là chỉ cần là theo dõi trên cái ứng dụng BCA Solution để mình có thể biết tình trạng đơn hàng của mình như thế nào. Và trong cái thời gian đó thì mình có thể thông dong mình đi cà phê, giống như bây giờ Vũ đang chia sẻ với anh chị thì mình đang là lái xe đi gặp bạn bè, đi cà phê bạn bè của mình. Và cái cuối cùng mà Vũ thấy cực kỳ thích ở BCA Solution đó là mình không phải cần phải lo trong cái vấn đề là tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về cái thoại của mình. BCA có sẵn cho mình một cái hệ thống data center, là cái tính năng mà cung cấp cho mình những cái đối tượng khách hàng có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm mà mình đang kinh doanh. Và việc của Vũ là bây giờ chỉ cần tập trung và tư vấn và chốt đơn hàng thôi, không lo phải chạy quảng cáo ra làm sao có hiệu quả hay không. Và trước đây thì khi mà Vũ kinh doanh cùng với là BCA thì mình cũng không có quá giỏi về vấn đề là bán hàng và tư vấn. Nhưng khi mình tham gia cùng với là BCA thì công ty và các anh chị đại lý đi trước đã đào tạo, đã huấn luyện, đã kèm cặp cho Vũ để mình hoàn thiện kỹ năng tư vấn và bán hàng. Để có như ngày hôm nay, và sau khoảng 2 năm hợp tác kinh doanh cùng với là BCA thì bây giờ cái thu nhập của Vũ nó đã tăng gấp hàng chục lần so với trước đây. Và Vũ cảm thấy rằng rất là tuyệt vời khi mình lựa chọn kinh doanh cùng với là BCA. Nếu như mọi người đang tìm kiếm một cái cơ hội kinh doanh online mà không lo vấn đề về bỏ vốn, không lo tồn kho, không lo tự tìm kiếm khách hàng, cũng như không lo vấn đề tự đóng gói, tự giao hàng, thì hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký và trở thành đại lý cùng với lại BCA Solution.